Xin chào quý vị cùng tất cả quý anh chị em yêu mến cây cảnh, nghệ thuật bonsai trên toàn quốc. Lại ngày mới, kính chúc quý vị cùng quý anh chị em được nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cũng chia sẻ vài tác phẩm của một vườn cây của một người anh An Nhơn, Bình Định. Trước cũng có một video rồi đó quý vị, quý vị cùng xem và giao lưu cùng anh. Có một số tác phẩm nhìn cũng khá được mắt. Đây là đầu tiên chi tiết cái tác phẩm Nguyệt Quế. Nguyệt Quế này cao là 70, tính từ mặt chậu 70 phân, tàn nó là 80, quanh eo của nó là lên đến 39 phân quý vị. Đo nơi đây lên 39 phân. Dưới phần bề nó cũng khá to. Đó, nó những cái phần rễ nó đổ vòng tròn, chậu đi chậu 56. Chậu 56. Nhìn khá được mắt. Đây là dàn bông tàn bên trên. Nói chung nó cũng khá ấm quý vị. Anh cũng làm nó cũng kín tàn, ấm tàn. Nhưng mà vẫn còn lục dây bên trong nha quý vị. Rất là ấm tàn. Cây cũng đang vô bông. Đấy, lố nhố đang vô bông quý vị. Dòng Nguyệt Quế mà như cái cây này mà nó ra dày kín cả tàn, chắc chắn là một mùi hương thơm rực rỡ, bởi vì nó rất là dày tàn. Đó quý vị xem phần dưới nhìn lên trên, nó rất là dày tàn. Cốt này nó cũng giót quý vị. Phần bệ đế dưới này nó bè rễ rất là nhiều. Nói chung là rễ tứ bên, bốn bên ạ. Nó cũng liền cốt. Nó liền cốt đó quý vị. Quý vị nào yêu mến thì có số điện thoại trên màn hình giao lưu cùng anh. Giá của gốc Nguyệt Quế này, giá tại vườn là 17 triệu. Báo cáo là 17 triệu nha quý vị. Cái lỗ này là nó không vấn đề gì, nguyên bản nguyên thân của nó, cốt liền. Còn những đường cắt bên trên nè, nó cũng đang kéo da lại liền hết. Nói chung là nó rất là liền cốt đó quý vị. Tiện thể quý vị dễ giao lưu. Anh để giá đây là 17 triệu. Quý vị nào yêu mến gốc Nguyệt Quế này thì hãy nhấc máy lên thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, để tiếp theo. Này, anh cũng có chia sẻ cái tác phẩm gốc găng này. Gốc găng này nó cũng tầm vừa chứ không lớn. Để đo cái thông số cho quý vị xem cái chiều cao. Chiều cao của cái gốc găng này là tầm 80. Đây 80 đó quý vị. Tàn nó cũng đã tầm 80. Trên chậu này là chậu 65. Rồi đúng rồi, chậu 65 quý vị. Bên trên thân thì có cho ra những cái phần lũa này quý vị. Nhìn nó cũng khá hấp dẫn. Và tay cạnh bên trên nó cũng chi tiết. Nó cũng khá ấm. Gốc găng thì chắc quý vị ai cũng biết.
cái gân nó còn gọi là gì, gân gân tu hú gì đâu quý vị. Phần dưới anh trang trí cũng có một số tiểu cảnh, những hình tượng đó, tầy trên tầy dưới cũng khá chi tiết, ấm tàng, nói chung là ấm tàng quý vị. Đấy, về mặt bên này quý vị nào yêu mến cái gốc gân này thì anh để lại là giá tại vườn là 9 triệu, giá 9 triệu quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình giao lưu cùng anh. Nếu quý vị nào yêu mến dòng gân thì đây tác phẩm này, hãy giao lưu cùng anh 9 triệu. Anh có làm ra những cái phần lũa nó nhìn cũng khá đẹp. Rồi, tiếp theo đi, tiếp theo đây là cây, tác phẩm này là cây này sâm trái quý vị. Sâm trái này, cái dáng này nó cũng rất đẹp. Đây, nằm trên chiếc kệ, để đo cái thông số quý vị xem, để tiện thể giao luôn. Cao là 50, cao 50 ha. Tàng dài nó tầm 70, tàng dài tầm 70, chậu này chậu 40 mấy, 43. Rồi, để chi tiết cho rõ quý vị xem, tiện thể mình giao lưu cho nó tiện. Cây cũng đang vô trái, trái rất là nhiều. Quý vị sở hữu cái tác phẩm này phải nói là chơi rất là đẹp, bởi vì dàn bông, tay, xương, cốt nó cũng rất chi tiết, rất ấm. Trái nè quý vị, trái chín rồi, dàn dưới này trái ra trước nó chín rồi, trái rất là to. Còn lại đây, những phần trái non nó tiếp tục ra, nó ra rất là nhiều, kín tàng luôn quý vị. Đấy, ra cũng rất là kín. Còn về xương cốt, bề của nó ăn dọc theo cái chậu đường dài, có những cái phần rễ nó đi. Quý vị nào sở hữu thì mình cứ thay cái chậu đi. Đây chậu xi măng, chậu thường, mà thay một cái chậu men. Chậu men nó cũng mỏng mỏng vậy đó. Trang trí cho nó đẹp. Còn về phần cốt lên trên, đây nó liền lại ba thân đi lên, thành ra thành ba chi ba hướng. Quý vị giao lưu cái tác phẩm sâm trái này, giá tại vườn anh để là 4 triệu 3, 4 triệu 3. Sở hữu tác phẩm này là chơi rất là đẹp, thì nó tương tự thôi, mặt bên kia nó cũng vậy quý vị, cũng không cần phải xoay qua đâu. Nói dòng xương cốt của đây nó cũng khá thiên nhiên, cũng còn lại một vài nụt dây để định hình lại những cái tay cành nào đó. Rồi, quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình giao lưu tác phẩm sâm trái này, giá 4 triệu 3, giá tại vườn. Chắc chi tiết một cái tiểu cảnh quý vị, có một số quý vị anh em anh chị em cũng có yêu thích cái dòng hồng non bộ mini nhỏ nhỏ, tầm này tầm chậu này chắc chậu 1 mét quý vị. Để chi tiết cho quý vị xem hết cái bóng. Cái này mà nếu vận chuyển thì cũng rất đơn giản quý vị, cũng nhỏ gọn. Đây là anh tác phẩm này anh làm ra đó. Đây nó cũng khá đẹp, về trang trí một cái sân vườn, một cái khu vườn nhỏ, nhìn nó cũng rất là có hồn, rất là thiên nhiên. Trên này anh trang trí một cây sam, này là sam trái, anh trang trí một cây sam trái trên này. Đấy, nó trồng lên trên mặt đây, nó bám vào đó, đeo lên phần trên. Cây sam trái này nó cũng khá đẹp, nếu sở hữu thì nó, cây sam trái này nó đi theo cái hòn non bộ luôn quý vị. Đó,
đây là tự anh làm. Chiều cao của cái này thôi, để đo cái chiều cao nha quý vị, quý vị dễ nắm bắt, tiện thể mình dễ giao luôn. Đây là chiều cao là tầm 70 là tính từ cái ngọn cây đó quý vị. Đúng rồi, chậu 80 quý vị, 80 chậu 80 60 80 đó. Quý vị nào yêu thích cái tác phẩm Hồ Nông Bộ tầm cũng cỡ mini thì anh sẽ giao lưu với anh là 10 triệu, giá 10 triệu giá tại vườn, tức là anh nói là không bao ship quý vị. Thì quý vị nào yêu mến thì hãy liên lạc gọi điện lại cho anh theo số điện thoại trên màn hình, giá 10 triệu. Anh cũng rất là nghệ thuật, anh đã làm ra nhiều cái tác phẩm. Ở bên trong kia nó có nhiều tác phẩm, nó cũng tương tự nhưng mà nó to hơn, nó cỡ to. Thôi để video khác rồi sẽ chia sẻ lại quý vị cùng tham khảo. Hôm nay chỉ chia sẻ một cái tác phẩm đó thôi. Rồi tiếp theo là cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy này cao 60. Cao 60. Để trên cao quá. Cao 60 thì tàn. Tàn chắc cũng tầm 60, hơn 60 gì quý vị. Để quý vị xem thử cái quanh gốc này. Cái này là anh nói là mai chiếu thủy da xanh nha quý vị. Da xanh nó cũng quý. Liền cốt. Trên tay cành thì đó anh cũng định hình, cũng còn số dây. Những luộc kẽm luộc dây cũng còn trên đó quý vị. Cái này không có bê xuống để trên cao nên nó cũng hơi khó quay, mong quý vị thông cảm ha. Đây là phần bên này, hình như là nó liền cốt quý vị, mà rễ nó cũng bốn bên đó. Quý vị yêu mến tác phẩm mai chiếu thủy da xanh, đây là anh có để giá là báo là 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi nha quý vị. Quý vị nào yêu mến thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, rồi có yêu cầu hỏi thêm về cái tác phẩm này thì anh sẽ báo cáo cho, ví dụ như là cái hoành của nó hay là cái thông số gì đó, anh sẽ nhắc lại cho quý vị cùng nắm bắt. Giao lưu cùng anh là giá là 5 triệu rưỡi. Anh cũng trang trí trên cái chậu lục giác, nó cũng kín chậu, bệ nó rễ nó cũng đi vòng bốn bên. Rồi để tiếp theo đi vào bên trong, cũng còn một số tác phẩm mini nữa này, cũng chi tiết cho quý vị xem cùng nhau tham khảo. Rồi tiếp theo là chậu sam. Sam này là lượng tính, tức là cho bông cho trái luôn quý vị. Trên một cái chậu quạt này. Cái chậu quạt này rất đẹp. Nó cũng phù hợp với cái dáng. Cốt nó siêu. Đấy, trên tàn thì cũng ấm. Bông trái bắt đầu cho ra. Có nhiều quý vị thắc mắc tại sao cây sam mà lại là bông và trái. Nhưng mà có đó quý vị. Có nhiều cây sam nó lại cho bông mà và cho trái. Người ta thường hay gọi nó là gọi là lưỡng tính đó quý vị. Hai dòng như vậy là khi đến mùa nó rất là đẹp. Cốt. Đây, cốt cũng tầm hơn cái tay mình quý vị. Những phần rễ bên này rễ chải nó phù hợp. Nó ăn theo trên một cái chậu quạt. Đây là trên tàn. Dù bông dù trái rất là nhiều. Đó quý vị. Kín cả cây luôn đó. Phần bên này nói chung cốt này cũng không bể, không bể không hư quý vị, nó cũng liền cốt. Rồi để báo cáo cái thông số quý vị, đây là chiều cao chắc tầm 43 44 gì quý vị. Chiều cao tàn cũng tầm 44 43 44 luôn, cũng vậy quý vị.
chậu chậu rễ quạt, chậu này chậu 35. Trang trí cho một cái tác phẩm này trên một cái chậu này cũng khá đẹp. Vết này nó cũng kéo da liền, liền cốt. Nó cũng rất đẹp dáng quý vị. Đấy, ở trên quay xuống quý vị xem cái tàn nó cũng khá ổn định. Nó cũng còn vài nụt dây. Cây vô bông vô trái rất là nhiều. Thấy quý vị. Anh sẽ báo cái giá tại vườn là 3,2 triệu. Đây, 3,2 triệu nha quý vị. Quý vị nào yêu mến thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình để gặp anh, giao lưu mấy tác phẩm này nha quý vị. Rồi, tiếp theo là đây là sâm trái. Sâm trái này cũng mini, nhưng mà cái phần cốt nè quý vị. Và để chi tiết cái phần tàn quý vị xem. Cũng khá ấm. Cây cũng đang còn những nụt dây nha quý vị. Nhưng mà rất ấm tàn. Đã định hình cho nó rất ấm. Dạng cũng lùng lực. Nó có một cái phần cốt đó. Đấy quý vị. Nó ra một cái chẵn hai đi lên hai thân. Những cái đầu cốt bên hai bên nó đều có những u nần, nhìn nó cũng khá cầu kỳ. Và những cái dàn tay bên trên chung nó cũng khá đều quý vị. Tác phẩm này nó cũng rất là bắt mắt rồi, cũng không cần quý vị cũng không cần làm gì nữa. Nhưng có đặc biệt quý vị nào sở hữu thì về thay cái chậu. Anh cũng đang bỏ trong một cái chậu xi măng thường. Nếu mà quý vị nào giao lưu thì về mình thay cái chậu, đôn cái phần gốc lên. Nhưng mà cái chậu cũng vừa thôi, không lớn. Đủ để cái phần rễ lên trên. Nó tô thêm được cái tác phẩm nó nổi bật ra. Dáng này nó hay nha quý vị. Hai cốt đi lên. Đây là sâm trái nha quý vị. Để giao lưu cùng anh là giá tại vườn là 2,5 triệu. Cũng rất là mềm nha quý vị. Quý vị nhanh tay sở hữu tác phẩm này. Mình riêng mình là cá nhân mình rất là thích. Giá cũng rất là nhẹ nhàng. Nhắc lại là sâm trái nha quý vị. Về thay cái chậu rất là ok. Phần cốt nó siêu rễ trải trên hai thân. Rồi, tiếp theo tác phẩm mini này cũng là sâm trái luôn quý vị. Cây này thì dáng nó hơi quái cốt, quái gốc. Nó cũng lên hai thân nữa quý vị. Anh trang trí cho hai cái phần này cắm cái đầu xuống ha. Đây là tạo lên những cái nét đẹp cốt quái này ha. Lên hai thân. Nói chung là phân chi tàn. Cây vẫn còn nụt dây nha quý vị. Cốt này nó cũng quá khá đẹp quý vị. Những cái đường bể này là của thiên nhiên của cây. Hoàn toàn không vấn đề gì hết nha quý vị. Cây vẫn sống khỏe tốt. Để báo cáo cái thông số quý vị. Tàn này là 59. 59. Chiều cao là 39. 59 39. Tác phẩm này nó cũng khá hấp dẫn quý vị. Phần cốt rất quá cầu kỳ. Vậy mà rất là già nha quý vị. Hiện tại là cây chắc sắp sửa vô trái, nhưng mà chưa quý vị. Lú nhố. Chắc cũng gần, bởi vì cũng sắp sửa mùa của nó. Giao lưu cùng anh là giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu tại vườn nha quý vị. Tác phẩm sâm trái này.
Đây, bóng ở trên quay xuống nè quý vị. Khá ok. Tầm nhỏ tiền cũng dễ mình dễ giao lưu quý vị. Quý vị nào yêu mến thì cứ nhấc máy lên giao lưu cùng anh. Tác phẩm sâm trái này, dáng này cũng khá hay quý vị, nên sở hữu về để ngắm quý vị. Cho trái đôm lên rất là đẹp. Giá 4,5 triệu cho tác phẩm sâm trái này nha quý vị. Chậu chuồng, chậu này chậu 27, đường kính 27, chậu men khá đẹp ha. Rồi tiếp theo là sơn liễu nha quý vị, còn gọi là vây ốc. Dòng này nó cũng hơi hiếm quý vị, gốc to càng hiếm hơn. Cây vô bông rất đẹp. Đây quý vị đang vô bông. Tây tàng bên trên anh làm cũng khá đều, rất chi tiết. Cốt cũng to ha, rất to, tầm 2 tay quý vị. Nhìn gốc nó cũng khá cầu kỳ. Phần rễ này nó cũng nôm lên trên. Theo anh cũng phân chi từng rất là chi tiết nha quý vị. Tàng 50. Tàng bên này 50 ha. Chiều cao là tầm 35. Chậu 35. Tác phẩm này nhỏ gọn, cũng dễ trang trí những không gian nhỏ hẹp hay là phòng làm việc đó quý vị, rất là phù hợp. Chậu có phước lộc phước thọ rất đẹp ha. Giao lưu cùng anh tác phẩm sơn liễu này, giá tại vườn là 2,2 triệu. Quý vị nào yêu mến thì hãy nhấc máy lên thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi tiếp theo đây là tác phẩm này là sâm bông quý vị. Chiều cao 70 tính từ mặt chậu. Cái tàn nó đổ xuống dài đó, độ dài của nó là 70. Này là chắc cũng gọi là chân dài quý vị. Tại vì dạng rễ nó phơi lên tốt trên cao. Tính từ cái cục bầu này. Nó cũng có những cái đường bú hay là một gì nè quý vị, nó bắt đầu nó xì ra, nhìn nó cũng khá bắt mắt. Đây là sâm bông, đang vô bông rất là nhiều. Đây, rất đẹp. Cái cần này nó thiên nhiên nha quý vị, không có nụt dây đi xuống, nó tự đổ xuống, ôm hoành lại. Cây này không có nụt dây bên trên. Rất là thiên nhiên. Vô bông rất nhiều quý vị. Rất cũng chi tiết. Phần này nó cũng ấm tàn. Phía sau nó có một cái trả lại phần hậu để giữ lại cái trang trí, cũng khá đẹp. Chân dài, rất cao chân. Tác phẩm này quý vị cứ giao lưu cùng anh là giá tại vườn là 3,5 triệu. Quý vị nào yêu mến thì hãy thông qua số điện thoại nha quý vị. Cong ha, chỉ cần độ nó cong nhìn cũng khá hay, rất là thiên nhiên dáng, không có nụt dây. Trên chủ đây là định hình cho một cái chủ thôi quý vị, có vài ba cọng kẽm bên trên thôi, không vấn đề gì. Còn phần cái cần độ này không có nụt dây, tức là nó thiên nhiên. Quý vị nào yêu mến thì giá tại phường 3,5 triệu, hãy nhấc máy lên. Rồi, trước khi kết thúc cuốn video, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đừng quên nhấn nút đăng ký
bật chuông thông báo để xem video mới nhất. Rồi, trân trọng kính chào quý vị.